Hello mọi người, thì hôm nay mình mang tới bạn một bài mở hộp và trên tay nhanh một cái mẫu điện thoại khá là hot hướng tới đối tượng giới trẻ ha và đặc biệt là những người thích sử dụng AI Đây chính là mẫu Oppo Reno 12 Pro 5G Đây các bạn sẽ thấy là ngay từ cái phần bên ngoài hộp thì Oppo đã để ngay cái dòng chữ là Oppo AI Phone chứ không còn cái dòng chữ là Camera Phone nữa Đó, có nghĩa đây là một cái điện thoại có tích hợp những cái trí tuệ thông minh nhân tạo để giúp uh, cho những cái tác vụ hàng ngày của các bạn, chẳng hạn như là chụp hình nó trở nên tốt hơn. Thì phiên bản này là phiên bản Pro là phiên bản cao nhất. Chúng ta sẽ có thêm hai phiên bản nữa là phiên bản Oppo Reno 12 và Oppo Reno 12 f ha. Thì như cách đóng hộp tương tự của Oppo thôi chúng ta sẽ có một cái thân máy ở bên trong ừ, tất nhiên rồi sẽ không có bảo vệ môi trường như là hãng trái cây nào đâu chúng ta vẫn có đầy đủ là bao gồm sách hướng dẫn sử dụng que chọt sim và một cái ốp lưng ừ, cái ốp lưng này nó khá là, là hay ha một cái dây nắp kết nối từ a to c nha mọi người rồi và cuối cùng là không thể thiếu được một cái cục sạc nhanh super volt công suất lên tới 80 w rồi và đó là tất cả những gì có trong hộp đây chính là nhân vật chính của chúng ta ha Oppo Reno 12 Pro 5G Cái phiên bản mình có ở đây là phiên bản màu tím ngay từ cái mặt lưng các bạn sẽ thấy đây là một cái máy hướng tới đối tượng người dùng trẻ rồi bởi vì đây không phải là một cái màu gọi là màu tím thuần mà có một cái sự gọi mình thấy là ngã gradient nhẹ từ trên xuống dưới ha nếu như và thay đổi cái cấp độ màu sắc theo cái góc nhìn của các bạn và có những cái đường gợn sóng ở đây nhìn khá là đẹp ha và cụ thể thì ở trên đây sẽ là phần tím đậm nhất và nó sẽ kéo dần xuống màu bạc cho tới phần phía dưới đó cho tùy theo cái góc độ các bạn các bạn sẽ thấy được những cái vẻ đẹp khác nhau nói nói chung là mua một cái máy một màu nhưng mà nhìn ra nó hai màu á, nó nhìn khá là ok và chúng ta sẽ có một cái cụm camera dạng dọc gồm ba cái camera tròn ở đây kết hợp với đèn flash led nhưng mà Oppo cũng đã tinh ý bởi vì năm nay Oppo Reno 12 Pro có một cái cụm camera khá là chất lượng cho nên cái việc mà nó lồi hơn so với mặt lưng là chuyện đương nhiên chính vì vậy mà Oppo đã làm thêm một cái phần viền bên ngoài, một cái cụm bên ngoài như vậy cũng lồi lên một chút xíu. Tổng thể làm cho cái máy này nhìn nó đẹp hơn, đồng thời là khiến cho cái cảm nhận thị giác nó không quá là lồi ha. Ở đây có dòng chữ là AI Camera System đó, một cái hệ thống camera điện toán đám mây ha. Rồi tới với cái phần khung, các bạn sẽ thấy là năm nay phần khung sẽ được làm dạng vuông đúng theo cái trend hiện nay đó là hầu hết các loại điện thoại hiện nay đều làm vuông ha và nó được làm dạng bóng mọi người. À, và mình thấy là cái dạng bóng như vậy thì nhìn nó đẹp nó bóng nó ok nhưng mà có một cái đó là sẽ để lại khá là nhiều dấu mồ hôi và vân tay ha mình chỉ cần chạm nhẹ như vậy thôi là nó đã để lại rồi tất nhiên điều này sẽ được hạn chế hoàn toàn bằng cái việc là các bạn sẽ dùng uh, cái ấp lưng mà nhà sản xuất tặng kèm cho các bạn thì ấp lưng năm nay mình cũng thấy làm rất là ok nó không còn là cái dạng mà nhựa trong suốt nhìn nó hơi rẻ tiền nó cũng hơi thường ha cái này thì nhìn nó nhìn nó ok hơn hẳn đánh đổi lại thì khi mà các bạn bọc cái này vô á, thì coi như là mất cái màu đẹp của cái máy bên trong rồi Đó. Các bạn muốn bảo vệ máy thì các bạn phải hy sinh thôi Hoặc là nếu như mà không xài ốp thì các bạn có thể dán ha Mình thấy cái dạng mà viền vuông như vậy thì đã có thể dán được rồi Chứ mà dạng viền bo công thì thua Bên cạnh phải thì chúng ta sẽ có một cụm tăng giảm âm lượng và một cụm nút nguồn ở cạnh trên thì chúng ta sẽ có khu vực của cái phần loa ngoài một cái hình như đây là một cái cảm biến hồng ngoại để các bạn có thể điều khiển được remote nè một cái mic thu âm ở bên đây ở bên cạnh trái thì sẽ hoàn toàn không có gì hết rồi tới phần mặt đấy thì chúng ta sẽ có một khe sim một cái khe mic thứ hai một cái loa thoại thứ hai à, vậy là cái máy này có loa kép và thêm một cổng USB-C ha để để truyền tải dữ liệu cũng giống như là để sạc nhìn chung á thì cái ấn tượng đầu tiên của mình khi mình cầm cái mẫu máy này là nó khá là thoải mái Bởi vì tuy là thuộc dạng gọi là vuông vức nhưng mà nó không quá là sắc cạnh Nó vẫn có cái sự bo nhẹ ở những cái điểm tiếp xúc ở đây Đó, phần bo đây cũng bo nè Đây cũng bo, cái phần mặt lưng cũng được bo nhẹ nhàng về hai cạnh Chính vì vậy mà cảm giác cầm nắm chưa có ốp lưng thì mình cũng đã thấy nó ok rồi Và nó không có cảm giác là bị trơn ừ. Cảm giác đầu khi mà mình cầm như vậy đó là nó không có trơn nó, nó, không phải là quá là trơn trượt cho nên là ok Còn bạn nào mà tay ra nhiều mồ hôi thì cứ ấp lưng mà phan thôi Tới với cái khu vực mà chúng ta trải nghiệm nhiều nhất Đó chính là cái phần màn hình Thì màn hình của Oppo Reno 12 Pro 5G có một cái kích thước là 6.7 inch Tấm nền là OLED và độ phân giải là Full HD 120 hạt. Thì nói chung nếu mà xét về thông số thì cái thông số này nó khá là bình thường Mình đã thấy ở trên rất là nhiều những mẫu máy khác rồi ham Nhưng mà có một điểm mình thấy thích ở trên mẫu máy này đố các bạn luôn Nếu như các bạn mà nhìn từ ngoài vô các bạn thấy đây là máy có màn hình phẳng hay màn hình cong Thực sự mà nói, phẳng cũng không phẳng mà cong cũng không cong Khi mà các bạn tắt màn hình các bạn để ý là khi mình, mình quay cái này cho các bạn coi nè Thì các bạn sẽ thấy là cái phần viền được bo cong rất là nhẹ đó nhưng khi mà mở màn hình lên thì cái khu vực mà người dùng uh, chạm vuốt chạm nhiều nhất thì nó lại nằm trên một cái gần như là nằm trên một cái mặt phẳng. Đó, điều này sẽ nó sẽ mang lại tới hai cái công dụng. Cái thứ nhất đó là màn cong thì cái cảm giác vuốt chạm nó thoải mái nó không hề bị cấn tay và như đây đây những cái thao tác mà mình xài hàng ngày đó vuốt trên vuốt dưới vuốt phải vuốt trái đều được bo cong rất là nhẹ các bạn cạnh trên cạnh dưới đều được bo cong chính vì vậy mà cảm giác thao tác vuốt chạm của mình nó cực kỳ tuyệt vời bên cạnh đó cái việc là nó gần như là phẳng thì nó sẽ không bị cái hiện tượng là bị đen ở hai bên và cái khả năng mà vuốt chạm và nhìn trên cái máy này là trên toàn bộ cái máy luôn đó trước đây cái đây vài năm thì có cái trend là Công thác nước đó, nó còng bọc xuống dưới đây luôn Thì nhìn thì nó đẹp á Nhưng mà cảm giác sử dụng hoặc là cảm giác nhìn thì nó sẽ không có được tốt Thì cái này nó ok à, Nói đi thì cũng phải nói lại cái máy này thì mình có một điểm mình chưa được ưng ý lắm Đó là cái phần viền dưới có vẻ như là nó vẫn còn hơi dày à, Tuy là được bo công thì nó cũng giảm được một chút rồi Nhưng mà thấy nó vẫn hơi dày Nếu mà mỏng hơn chút xíu nữa thì ok Rồi, thì cái màn hình này mình thấy là một cái màn hình theo nhà sản xuất nói là có cái độ sáng tối đa lên tới 1200 nit và có hỗ trợ HDR10 cộng thì cái máy này mình cũng mới chia vừa chỉ mở hộp khoảng 2 ngày nay thôi thì mình trải nghiệm thông thường là trong nhà thì không có gì để nói rồi ha màn hình rực rỡ sắc nét khi mang ra ngoài thì cái độ sáng này nó vừa đủ cho mình dùng trong cái việc mình đọc báo lướt Facebook này nọ ok, nhưng mà nó vẫn chưa phải gọi là mức quá sáng so với những cái mẫu flagship ngày nay. Chẳng hạn những con mà 2.000 nít, 3.000 nít, 4.000 nít thì nó không có so được. Rồi, ngay ở trên thì các bạn sẽ có một cái camera selfie dạng đục lỗ nằm ở đây ha có một cái viền nó cũng khá là bự chứ chưa được nhỏ cho lắm Nói về cái độ bền của cái mặt kính này thì nhà sản xuất đã trang bị cho Oppo Reno 12 Pro 5G Một cái kính cường lực Cor Corning Gorilla Glass Victus thế hệ 2 Đó cho nên là sẽ giúp cho các bạn hạn chế trong cái việc gọi là rơi rớt này nọ, sẽ, nó sẽ đỡ bị vỡ hơn nhưng mà như mình nói đó này chỉ là đỡ cho cái việc gọi là rơi rớt thôi nhưng mà cái việc xước dâm hay chày này nọ thì vẫn có nha các bạn cho nên khi mà mua về các bạn nên dán màn hình quay trở lại với mặt lưng đi thì đây chính là thứ mà Oppo làm rất là nhiều trên con Reno 12 Pro 5G ha đó chính là một hệ thống camera chất lượng cao kết hợp với một cái phần mềm AI để mang lại cái trải nghiệm chụp tốt hơn cho người dùng thì chúng ta sẽ có ba ống kính khả dụng ở đây rất là may mắn luôn năm nay Oppo không đem vào những cái camera có cho vui chẳng hạn như là macro hay đo độ sâu trường ảnh mà đó là xài được hết chúng ta có một cái camera chính độ phân giải là 50 megapixel sử dụng cảm biến Sony LIT600 thì cái dòng LIT á là cái dòng mới của Sony nó sẽ có khá là nhiều phiên bản phiên bản 1 inch thì các bạn đã thấy trên những con cao cấp rồi thì phiên bản này là phiên bản bình thường thôi nó chỉ là một chia một chia 1,95 inch mà thôi nhưng mà nó cũng khá là to hứa hẹn sẽ mang lại khả năng chụp hình tốt kết hợp với đó là một cái uh, chống rung quang học OIS tiếp theo là một cái camera góc siêu rộng độ phân giải là 8M uh, cảm biến thì cũng khá là cũ IMX355 và tiếp theo là một cái camera zoom 2X quang học và đây là sử dụng cảm biến của Samsung cụ thể là Samsung ZN5 ha, đây là một cảm biến cũng khá là các bạn cũng thường thấy trên những cái camera zoom à, Nói quay lại một chút xíu Thì cái camera trước cũng có độ phân giải là 50M luôn Và sử dụng chung cảm biến với cảm biến zoom quan học đó là Samsung ZN5 Cho nên hứa hẹn sẽ selfie khá là ổn nha các bạn Lát nữa thì mình sẽ selfie thử cho các bạn xem Nhìn chung với một cái cấu hình quan học như vậy, à, Do đây chỉ là một bài mở hộp thôi cho nên mình chưa có đánh giá về chất lượng ha Nhưng mà mình thấy khá hài là, là hài lòng bởi vì Oppo đã mang lại một cái tiêu cự có thể nói là từ nhà tới trường cho hầu hết mọi nhu cầu chụp của các bạn luôn bao gồm đó là góc siêu rộng nè zoom 1 x zoom 2 x và có thể zoom kỹ thuật số lên tới 20x luôn Quay trở lại tới phần mềm đi Thì đây chính là cái giao diện chụp hình của Oppo ha Nếu như mà nhìn từ ngoài vô thì các bạn nào mà đã từng quen sử dụng máy Oppo rồi Thì chắc là sẽ không có thấy những cái sự khác biệt đâu Chúng ta vẫn có một cái giao diện chụp quen thuộc là vuốt qua vuốt lại để có thể vào các chế độ khác nhau chuyên nghiệp và quay phim này nọ các thể loại chân dung ha nhưng mà cái hay của nó đến từ cái AI của cái máy này đó là sao đó là cái đầu tiên mà các bạn có thể nhận ra được đó là khi chụp bất cứ một cái ảnh nào nếu như các bạn chụp xong các bạn từ từ các bạn coi lại hình thì chắc chắn là các bạn sẽ không thấy gì hết nhưng mà các bạn chụp một phát xong đây chẳng hạn như mình chụp cái hộp này đây và mình vô lại liền cái phần coi ảnh á thì khoảng từ 2 cho tới 3 giây sau thì AI nó sẽ phân tích cái ảnh này và nó sẽ sửa lại đó theo cái hướng mà nó học được trước đây có nghĩa là ừ làm sao cho ảnh nó sáng hơn nó nét hơn và nó đẹp hơn cái này sẽ thể hiện rõ hơn khi các bạn chụp người ha khi mà các bạn chụp xong thì bấm vô coi liền thì nó chưa có sửa màu da hay là cà mụn hay gì đâu khoảng chừng hai ba giây sau nó phân tích cái khuôn mặt xong nó mới bắt đầu nó sửa thì cái này chính là cái AI đầu tiên mà được áp dụng ở trên cái uh con máy này Ngoài ra nếu như mà các bạn có chụp người các bạn vô phần chỉnh sửa thì nó có thêm những cái tính năng khá là hay chẳng hạn như là tẩy AI, tẩy AI. Đó thì các bạn có thể thấy là tẩy theo cái vùng các bạn chọn hoặc là tẩy người đó thấy không thì khi mà các bạn bấm vô phần tẩy người xong thì nó sẽ phân tích được những cái mà nó có thể tẩy được chẳng hạn như đây mình hủy các bạn làm lại nè đây là mình chụp hai người anh em trong tim sản xuất và đằng sau thì các bạn sẽ thấy là uh, có những người uống cà phê xa xa như vậy bây giờ mình không muốn thấy những người đó đúng không thì mình bấm vô tẩy ai ai và sau đó chọn xóa người thì bắt đầu hệ thống nó sẽ phân tích và nó phải a à, thì đây thì ra đây là có những người phía sau nè nó sẽ làm mất đẹp bấm chữ xóa tất cả đi và bắt đầu hệ thống nó sẽ bảo nó làm việc đó, xóa toàn bộ luôn. Đó, hoàn toàn mất người luôn các bạn. Đó đây chính là một cái mình thấy khá là hay của AI ha và cực kỳ dễ xài chứ không phải gì nó quá là khó khăn nhập những câu lệnh này đọ đâu. Mà trên đây thì các bạn chỉ cần nhấn vô thao tác là xong đây và chúng ta sẽ có một cái bức ảnh không còn người phía sau lưng khá là hay ha cái điểm ai thứ hai nữa tất nhiên rồi đây chưa phải là bài review chi tiết cho nên mình chưa khám phá hết nhưng mà những cái mà ngay trước mặt mình luôn thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn và đây chính là ai studio thì vô đây đây chính là một cái mà nếu như mà bạn bạn nào mà xài diffusion hay là xài chat gpt hay xài những cái phần mềm mà ghép ảnh ghép người này nọ các bạn cũng quen thuộc ha nhưng mà bây giờ nhà sản xuất này Oppo đã tích hợp lên cái máy này luôn chẳng hạn như các bạn chọn bất cứ một cái hình nào đó rồi sau đó ghép với cái mặt của cái người bạn của các bạn vô thì các bạn sẽ có được những cái bức ảnh như vậy đó chẳng hạn như bạn của mình đây mình bỏ cái hình vô và nó sẽ ra một cái ảnh khá là siêu thực ở đây đó nói chung là đây cũng là một cái tính năng vui vẻ nhưng mà nó làm tới nơi tới chốn chứ không phải là làm theo dạng làm cho có ví dụ như bạn nào mà thích mà hình ảnh nhìn nó ngầu ngầu các bạn lấy cái hình này về các bạn đặt avatar facebook thì nó cũng ok ha nói một chút về quay video đi thì cái máy này chúng ta sẽ có những chế độ quay là HD, Full HD và 4K Tất nhiên ở chế độ 4K thì nó chỉ quay được 30 fps mà thôi Còn nếu như các bạn chuyển qua Full HD thì các bạn sẽ có 60 fps ha Đến với camera trước thì chúng ta đây Đây chính là cái mình cũng khá khen cái máy này Đó là ở chế độ Full HD thì có 30 60 fps và đặc biệt là chúng ta có quay 4K luôn Khá là nhiều những cái máy tới từ thị trường Trung Quốc trước đây chỉ có thể quay camera trước ở độ phân giải full HD mà thôi chứ không được 4K, điểm khá đáng tiếc. Đặc biệt là khi có con, con Reno 12 Pro nè à, sẽ hữu một cái cảm biến 50 MP khá là xịn luôn. Thì cái việc mà người dùng họ dùng cái máy này để họ quay TikTok, để họ quay content, vlog thì việc có 4K sẽ là một cái hỗ trợ rất là ok ha. Và đây chúng ta sẽ có ba cái chế độ zoom luôn nè. À. các bạn thấy không? Đó, gần, xa đó thoải mái cho các bạn có thể gọi là điều chỉnh góc trong quá trình các bạn quay TikTok ha. Như vậy là đã xong về camera. Bây giờ mình sẽ tới cấu hình của cái máy này thì mình nghĩ thôi nha. Thì có thể cái cấu hình sẽ là cái mà các bạn lăn tăng nhiều nhất khi quyết định mua cái máy Oppo Reno 12 Pro 5G này bởi vì với mức giá gần 18-19 triệu thì uh, chúng ta sẽ có những cái con chip đầu bảng ở những cái máy khác rồi nhưng mà cái máy này thì chúng ta có gì hên thì cái máy Oppo Reno 12 Pro 5G này sẽ có một con chip MediaTek Dimensity 7300 Energy được sản xuất trên tiến trình 4 nanomet kết hợp với đó là ram 12gb và bộ nhớ trong là 512gb chuẩn UFS 3.1 bấm vô cho các bạn coi thì các bạn có thể coi được cái cấu hình sơ bộ của các bạn ở đây ha đây chip bộ nhớ máy 512gb đó ram 12gb và có thể mở rộng tối đa thêm 12gb nữa à, tất nhiên Uh, đây là chỉ là lời khuyên của mình thôi các bạn nên tắt nó đi mình xài 12 hai mặc định của máy là đủ rồi không cần phải tách thêm từ bộ nhớ trong ra đâu rồi mình cũng đã thử mình đo bên nhanh cái này thì nó đã ghi được cái số điểm là 706.000 điểm thì đây cũng không phải một con số quá là cao ha các bạn dễ dàng có thể tìm được những cái máy với mức giá rẻ hơn nhiều chẳng hạn như là 9 triệu 10 triệu thì đã có những con chip mạnh hơn với con số điểm Antutu Benchmark lên tới hơn 1 triệu điểm rồi nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, đây không phải là một cái máy hướng tới người dùng chơi game thuần mà nó mang lại những cái giá trị nhiều hơn ở cái việc là các bạn chụp hình và có cái hệ thống camera AI giúp cho các bạn có được một cái bức hình đẹp hơn ha. Và kết hợp với cái việc có một cái cấu hình như vậy thì chúng ta sẽ có một cái viên pin là 5000 mAh kết hợp với đó là sạc nhanh VOOC 80W thì mình chưa có một cái thông số gọi là đo pin cụ thể cho các bạn nhưng mà với kinh nghiệm xài máy Oppo từ đó đến giờ của mình đó thì Uh, dung lượng pin 5000 là một dung lượng khá là tiêu chuẩn cho Black ship Kết hợp với đó, đây là một cái máy có cấu hình không quá cao Cho nên mình dự đoán là cái máy này sẽ có một cái thời lượng sử dụng pin tương đối tốt trở lên ha Thì mức on screen mà mình kỳ vọng là mức từ 4 tới 5 tiếng trở lên Khi nào mình có một cái bài test chính xác rồi thì mình sẽ gửi cho các bạn trong bài review chi tiết ha Và đó là tất cả những gì mình muốn nói trong cái bài mở hộp cái mẫu OPPO Reno 12 Pro 5G này À, mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái trải nghiệm của mình sau khi mình đã thực tế siêu con này trong vòng khoảng từ 3 tuần cho tới 1 tháng ha Bạn nào có câu hỏi nào liên quan tới mẫu Oppo Reno 12 Pro 5G này hãy để lại comment ngay bên dưới nha Mình sẽ xem và trả lời cho các bạn Cảm ơn các bạn rất nhiều